Nam Từ Liêm phong tỏa tạm thời hai tòa chung cư liên quan đến 3 ca F0 ngoài cộng đồng. Ngày 1 tháng 10, quận Nam Từ Liêm phát hiện 3 ca F0 ngoài cộng đồng. Cả 3 ca này đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 và có lịch sử dịch tễ di chuyển phức tạp liên quan đến nhiều địa phương như ngân hàng Agribank, siêu thị Kmart. Cụ thể, bệnh nhân NVH có địa chỉ tại A15, Xuân Phương Garden, phường Phương Canh. Bệnh nhân làm nghề nghiệp bán hàng nội thất online tại nhà. Trong một tuần trở lại đây, bệnh nhân thường xuyên di chuyển từ Hà Nội lên Việt Trì, Phú Thọ để mua đất. Thời gian ở nhà, bệnh nhân bán hàng online có shipper đến lấy hàng, vận chuyển hàng, khi tiếp xúc có đeo khẩu trang. Liên quan đến bệnh nhân này, Trung tâm Y tế quận đã rà soát được 11 F1, 7 Nam Từ Liêm, 2 Hoài Đức, 2 Bắc Liêm. Hiện Trung tâm Y tế quận phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Phương Canh, phong tỏa tạm thời nhà bệnh nhân số A15, Xuân Phương Garden. Bệnh nhân NAT, địa chỉ CT4A, Mễ Trì Thượng, nghề nghiệp là nhân viên chăm sóc khách hàng ngân hàng Agribank, nơi làm việc tại Agribank 135 Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy. Qua rà soát được 10 F1 liên quan, 3 người tại nhà và 7 đồng nghiệp tại cơ quan. Hiện chính quyền địa phương đã phong tỏa tạm thời tòa CT4A, Mễ Trì Thượng, gồm 45 hộ gia đình và 180 người đang sinh sống để chờ kết quả xét nghiệm. Bệnh nhân SGP, địa chỉ ở CT4, Mỹ Đình 1, làm quản lý tại công ty Samnomtech, địa chỉ Villa H08, Splendora, Nam An Khánh, Hoài Đức. Bệnh nhân là người Hàn Quốc đã sống tại Việt Nam hơn 4 năm nay. Hàng ngày đi làm từ khoảng 7 giờ, ăn sáng tại văn phòng làm việc, quá trình làm việc có tiếp xúc với nhiều đối tác. Khoảng 17 giờ trở về nhà, một tuần khoảng 2-3 lần mua đồ dùng sinh hoạt và thực phẩm tại siêu thị Kmart trong khu chung cư The Garden, nơi bệnh nhân sinh sống. Qua rà soát được 13 F1 có liên quan, hiện chính quyền địa phương đã lập chốt phong tỏa tạm thời tòa chung cư bệnh nhân sinh sống. Giám đốc Trung tâm Y tế Nam Từ Liêm Nguyễn Thị Thu Trang cho biết, liên quan đến 3 F0 này đều có dịch tễ di chuyển khá phức tạp, chưa xác định được nguồn lây. Đặc biệt cả 3 trường hợp đều đã tiêm vaccine COVID-19. Hiện nay quận vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh, truy vết các trường hợp liên quan tại khu vực ổ dịch, đồng thời tổ chức phun khử khuẩn nhà bệnh nhân và các khu vực liên quan.